Hiện giờ mình đang ở trên một chuyến phà từ An Quảng Hữu để sang Cù Lao Dung nữa các bạn. Thì đây là một con sông nối liền giữa Trà Vinh và bờ sông của Cù Lao Dung các bạn. Đây là chuyến phà nước phà rất là mênh mông. Chuyến phà các bạn. Cũng đã lâu rồi mình mới trở lại vùng đất Cù Lao Dung. Thì trên chuyến phà hôm nay là có gió rất là mạnh nên chiếc đò nó đảo lên đảo xuống như đưa võng các bạn. Nhưng hôm nay được trải nghiệm về thăm vườn dừa của anh Liên thì cảm xúc rất là nôn để được qua mảnh đất Cù Lao Dung để thăm vườn dừa sai trái của anh đó các bạn. Hôm nay chuyến phà hôm nay cũng ít người nhưng hôm nay này sóng rất là mạnh các bạn, xem nhìn các con sông rất là lớn bao la các bạn. Chào các bạn đến kênh của mình nha. Hôm nay mình đang có mặt tại Cù Lao Dung các bạn. Thì cái người bạn kế bên mình là các bạn, nếu mà ai theo dõi clip dừa thì nhận ra các bạn. Thì giới thiệu các bạn là đây là anh Liên, chủ dừa Sim Xanh Mã Lai các bạn. Thì hôm nay mình trở lại Cù Lao Dung để gặp anh Liên để giới thiệu các bạn về loại giống dừa Sim Xanh Mã Lai nha. Giống dừa Sim Xanh Mã Lai thì cũng được anh Liên ôm được cũng rất là nhiều luôn. Rồi hôm nay mình cùng anh Liên để đi quay dừa các bạn xem, rồi giới thiệu các bạn cái cách ôm dừa của anh Liên như thế nào nha. Rồi mọi người theo chân mình nha. Mình đi tham quan clip dừa Sim Xanh Mã Lai nha các bạn. Đây là Sim Xanh Mã Lai. Dạ. Trái rất là sai. Dạ, đây là các bạn, đây là cây dừa Sim Xanh Mã Lai các bạn. Đây. Cây dừa Sim Xanh Mã Lai này anh trồng được bao lâu rồi? Anh thấy nó có này như là 9 năm rồi anh. À là 9 năm rồi. Dạ. Mà nó vẫn còn lùng. Ôi em thấy là như là vòng vòng đây là anh trồng nguyên cái loại giống dừa Sim Xanh Mã Lai luôn ha. Anh trồng một loại mà anh dạ. Qua đây. Dạ. Bây giờ mình các bạn theo chân mình để theo dõi. Ôi trái nhiều quá thiệt các bạn ơi. Cái dừa này nước rất là nhiều, vỏ mỏng. Dạ. Anh Liên, em thấy cái dừa Sim Xanh Mã Lai này mùa nắng em thấy là nó phải hạn chế trái, mà sao em thấy trái cũng nhiều quá, anh có tưới thường hay sao? Không, này em vẫn bình thường không có tưới anh, nhưng mà lại cái dừa này nó mạnh, nó sai trái lắm anh. Nó dạ. Mạnh hơn những loại dừa thường. Em thấy cái dừa mới 9 năm mà thấy cổ không cao lắm ha. Dạ. Rồi, cây thấy dừa này nó trên cây nó khoảng 400 trái. Dạ, mà một cây nó cho trái đập khoảng 400. Hiện giờ trên cây á. Dạ. Cái cây này nó nặng quá, nhiều quá, anh phải chỗ phụ nó liền ha. Ôi trái bên đây quá trời nè các bạn. Ôi rất là xa. Em cứ đi theo em qua đây. Dạ, dạ. Ở đây anh Liên trồng dừa thấy đặc biệt là cái là nó rất là đều các bạn. Đó, các bạn thấy là cây dừa Mã Lai nữa nè, bên đây nữa nè. Là cái nguyên cái khu này là anh trồng một loại giống đó là rồi anh có bán dừa tươi hay là sao anh? Em chỉ bán giống thôi, bán cho bà con mình trồng á. Dạ, anh thấy là có giờ là anh chỉ không có bán dừa tươi mà bán dừa giống để làm giống. Dạ. Mà em thấy làm giống là một cây khoảng 9 năm là mình làm để làm giống là chuẩn hành liền hả? Mấy cây mấy năm đầu mấy cây tơ á.
Dạ. Làm trống nó dở lắm, nó không chất lượng bằng những cây này có tuổi. Dạ. Không, anh thấy cây nào cũng vậy. Mấy cái trái nó màu nó sậm sậm, nó ngã vàng này nè, là nó già sao đi hả? À, nó khô rồi đó. Dạ, nó khô là nó sẽ teo lại bớt ha. Mình chuẩn bị chặt xuống làm giống được. Dạ. Ừ. Vậy là cái quài này anh sẽ ương để làm giống đó. Đúng rồi. Ô, bạn thấy là cái vườn bên đây nữa này. Đó. Hôm nay được đến tặng vườn dừa của anh Liên xem cái dừa, thấy là rất là tuyệt vời luôn. Đây, trái này. Cái này được 9 năm mà nó rất là lùng. Cái này được 9 năm nè, bạn thấy là cái nè, chỉ ngang đầu em thôi đâu có sao đâu. Dạ, đúng rồi. Ôi. Mà như mình thấy nó trái nó ít lại bớt thì cái trái nó to khủng hơn phải không anh Liên? Đúng rồi. Dạ. Đó. Quay bạn xem ha. Này không bạn, nó đậu trái thì nó chùm chùm luôn nè. Rất là nhiều nụ. Dạ. Cái đợt nắng này là anh có xịt thuốc gì không anh Liên? Lâu lâu em chỉ xịt thuốc ngừa mấy con đuôi mà. Dạ, nó ngừa bình thường ha. Thường là em để tự nhiên. Dạ. Một cây này nó lùng đùng nè. À, mình đi thế này. Không xuống. Ôi. Ôi sao em thấy cái cây nào nó cũng quá trời trái anh Liên ơi. Qua này nè. Dạ. Cây nào cũng vậy. Rất là nhiều luôn nè. Bây giờ anh Liên không có bán dừa tươi nên là để rất là nhiều loại trái buồn, nó hơi già già nè, để anh đem về phía trên nhà để anh để làm giống. Dừa này trái rất là đẹp. Điều. Dừa tươi này cái tháng nắng này nó có giá không anh Liên? Thì tháng này nó rất là có giá anh Liên. Dạ. Một độ khoảng từ 90.000 đến 100.000. 100.000. Ok, cái phía bên đây cũng trái khá nhiều này. Công nhận vừa Liên cái thấp với cái trái nhiều, cái nó đi cũng mát mà thấy mê quá Liên. Nó trái bên đây cũng quá trời ha. Dừa các em cứ một tàu là một quầy dừa. Dạ, hình như đúng rồi. Các em thấy là cái mỗi cái bè cái tàu dừa là có một cái lưỡi mèo. Rồi. Rồi nó cho trái xung quanh luôn. Ồ, cái trái này buồn này như thấy bự to thiệt ha. 2 kg mấy á. Nó như là em nhớ là cái gáo nó mỏng à. Cái vỏ nó mỏng. Vỏ mỏng. Nước nó rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Dạ. Một trái là hơn một ly bự. Dạ, mình đi qua đây mình xem nè. Nè. Đây bên góc dừa của anh Liên đây. Đó, bên già già bên kia bạn thấy là cái nhiều trái nhiều nè. Đó, bạn thấy nè. Đặc biệt là nổi tiếng về dừa Bến Tre, nhưng mà đặc biệt là ở Cù Lao dừa của anh Liên thì trái có rất là nhiều, rất là sai, khá chất lượng nè. Để quay các bạn xem nè. Mê luôn. Để mình theo chân theo anh Liên mình coi tiếp. Này các bạn ơi. Đặc biệt dừa em cây nó rất là to, to hơn những cái loại dừa thông thường, những loại dừa ship khác. Này, trái xung quanh quá chừng luôn. Rồi, mình đi tiếp theo ha. Mày anh sẽ thích cỏ dừa ha, nó màu vàng. Ồ. Nhớ là cái cây này như là hồi lần trước em lại là nó xà xà luôn không? Năm trước là trái nó còn nằm dưới này nè. Dạ. Hôm nay thấy nó cao được chút rồi đó. Nhưng mà nó cao chừng khoảng gian tay à. Dạ. Không lên chừng gian tay là nhiều. Thấy cái loại này cái nè, các bạn xem cái dừa trái nè. Đó, nó quăng bên này cái này. Đó. Trái này. Ủa, cây này là 4 năm đó ha. Các bạn xem cây dừa 4 năm nó cao bao lớn các bạn. Đó. Nó có trái được 4 năm rồi. Dạ. Là cây dừa này khoảng 6 năm, hơn 6 năm tuổi. Nó chỉ ngang rồi chứ nó không. Này các bạn xem là nó cao cái từ cái mắt đó là tới bùi gối mình hả? Như cái đây nè. Thì rất là thấp. Các bạn thấy rất là 4 năm là dừa xiêm xanh Mã Lai nó trái rất là sai cho trái nè. Là 14 năm mà nó chỉ có
người ta tới 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 muốn tới đọt luôn hả, là tới đầu mình hả? Ở đây mình trồng dừa mà để cho trái nó sai á, mà khoảng cách bao nhiêu á anh Liên? Là cây này cũng 4 năm luôn hả? Ờ, cây này 4 năm. Cây này là trái 4 năm rồi. 4 năm. Là nó khoảng 6 năm rưỡi tuổi. Dạ, đúng rồi, khoảng trừ 2 năm. 2 năm rưỡi là bắt đầu cho trái. Dạ, 2 năm rưỡi nó cho trái, bắt đầu là cho lứa mèo đó, cho trái đầu tiên. À, có trái được 4 năm là cây này được 6 năm rưỡi tuổi. Rồi, bạn xem là cái trái này. Cái này mình đo cái đo bán kính luôn, cách nhau khoảng 6 mét không? 5 mét. Cây cách cây là 5 mét. Là giữ được ha.